Được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc khi biển giao hòa với rừng xanh, Aqua di Gio Absolute Instinct là sự hòa quyện giữa mùi khói ấm áp sinh ra từ cây gỗ mun quý giá, mùi hương mát lạnh của biển và mùi thơm ngọt trầm của hắc hương. Từ đó tạo nên một mùi hương có thể lưu lại từ 7 đến 12 giờ. Aqua di Gio Absolute Instinct chính là sợi dây liên kết giữa con người và thiên nhiên, pha trộn sức mạnh của nước cùng kết cấu tinh tế của gỗ là những gì mà bậc thầy nước hoa Alberto Morillas nói về dòng nước hoa này. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong tủ đồ của Phái Mạnh, đặc biệt là trong mùa hè năm nay. Quý khán giả có thể tìm mua sản phẩm tại các cửa hàng nước hoa nhập khẩu với giá bán dao động từ 2.200.000 đồng đến 2.500.000 đồng cho chai 75ml.